trong khiếm mù loà, trẻ già ai muốn đi qua, bồn ba trong khiếm cầm ca, lẻ la từ nhà ra đến bên và em chơi vơi khô suốt một đời, vời vợi nước mắt tuôn rơi, luôn mang áo rách quần tơi, em khổ ngập trời em khóc cạn lời. Phần trẻ mù khơi tuổi lắm người ơi, đồ phơi không tới cơm bới cũng rơi, dám nào nghĩ tới chuyện chơi, dám nào mơ với cảnh vơi ngoài khơi, cuộc sống dã rời. Người hỡi thương tôi, số phận đổi trôi, số phận bạc thôi, đứng ngồi cũng toát mồ hôi, đi sợ lạc lối về sợ té đôi. Điều linh từ lúc khi sinh, vì tiền định dám trách chi mình, thường cho số chẳng phồn vinh, mong người chân chính đừng khinh tôi mù. Sinh ra trong kiếp mù loà, trẻ già ai muốn đi qua, bồn ba trong kiếp cầm ca, lê la từ nhà ra đến bên ta, em chơi vơi khổ suốt một đời, vợi vợi nước mắt tuôn rơi, luôn mang áo rách quần tơi, em khổ ngập trời em khóc cạn lời. Phận trẻ mù khơi tuổi lắm người ơi, đồ phơi không tới cơm bới cũng rơi, dám nào nghĩ tới chuyện chơi, dám nào mơ với cảnh bơi ngoài khơi, cuộc sống dã rời. Người hỡi thương tôi, số phận đổi trôi, số phận bạc thôi, đứng ngồi cũng toát mồ hôi, đi sợ lạc lối về sợ té đôi. Điều linh từ lúc khi sinh, vì tiền định dám trách chi mình, thương cho số chẳng phồn vinh, mong người chân chính đừng khinh tôi mù. Thương cho số chẳng phồn vinh, mong người chân chính đừng khinh tôi mù. Thương cho số chẳng phồn vinh, mong người chân chính đừng khinh tôi. Giảng sư đã hoan hỷ hoan lăng đạo tràng tỉnh sáng mật
Cho nên chúng ta để được giảng sư. Ngày xưa Đức Thế Tôn thì hiện ở Ca Bà để giáo hóa chúng sanh, thì ngày hôm nay để đạo tràng cũng sáng ngọc. Cho nên đại đức giảng sư cũng không ngoài đức thuyết pháp giảng kinh để cho hàng hò chúng con lấy đó làm chương chỉ nam trên bước đường tu học. Kính thưa đại chúng, hiện với đức đại chúng là đại đức giảng sư Thích Phước Tiến, trụ trì tu viện Trường Văn, ủy viên ban hoằng pháp trung ương. Xin cung kính giới thiệu đề nghị. Kính bạch đại đức giảng sư, giờ này đạo tràng chúng con đã ổn định trang nghiêm như pháp. Chúng con thành kính cung kính đại đức giảng sư hoan hỷ chuyện bánh xe pháp ban bố cho chúng con những pháp màu huy diệu để chúng con lấy đó làm tư lương trên bước đường tu giải thoát. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư trụ trì Tịnh Xá Ngọc Chân Như cùng toàn thể chư ni nơi bổn tự, kính thưa toàn thể quý Phật tử thiện nam tín nữ, lời đầu tiên chúng tôi xin được thành kính tri ân chư ni đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử và đồng bào ở địa phương này, và gửi lời cầu chúc sức khỏe, chúc các vị một ngày an vui hạnh phúc. A Di Đà Phật. Thưa các vị, hôm nay cũng là một cái duyên lành. Tôi cũng đã được nghe cái xứ sở này từ lâu lắm rồi, nhưng mà chưa có dịp để đi đến. Cái xứ sở mà có một danh từ rất là đặc biệt và rất là cảm thông trong cái sự xót xa, và có thể có một chút khởi lên lòng từ tâm với tất cả các vị. Đó là một cái danh từ gọi là làng mù. Và điều đó nó đã đánh động đến lương tâm của những người con Phật trong cũng như ngoài nước. Để thông thường những ai trở về thăm quê hương, người ta sẽ dành một chút thời gian của mình để đi đến thăm viếng, chia sẻ, để biểu hiện lòng từ tâm của người con Phật cũng như sự cảm thông đến những thân phận của những người có hoàn cảnh đặc biệt đó. Cũng không ngoại lệ cái ý nghĩa đó, cho nên hôm nay đại diện các Phật tử, trong đó có gia đình của Phật tử Tường Đoan cũng như các Phật tử khác để cùng đi trong đoàn, có cái tâm nguyện muốn về đây chia sẻ một chút phần quà cho đồng bào nơi địa phương này. Cho nên là Phật tử Tường Đoan là cũng là đệ tử của tôi, cho nên gợi ý là xin tôi có thể đi đến nơi này cùng với đoàn để chia sẻ với các vị. Và chính đó cũng là nhân duyên để chúng tôi đi đến thăm viếng chia sẻ với các vị. Và trong buổi chia sẻ này thì chúng tôi cũng muốn có gửi đến các vị ít lời pháp thoại để chúng ta cùng cảm nhận được trong cái chuyến đi này. Đồng thời đó cũng là một cái hướng kim chỉ nam cho tất cả chúng ta trong những cái hành động thiện hôm nay và ngày mai. Bài giảng tôi chia sẻ với tất cả các vị đó là bài giảng Âu Cũng Là Số Phận. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, cái từ Âu Cũng Là Số Phận có nghĩa là nói lên cái sự cam chịu của chúng ta. Cái chữ số phận nó mang cái nghĩa giống như là một cái gì đó đã đặt để cho chúng ta rồi. Và có những người suy nghĩ rằng số phận này đã được ông trời đã định cho chúng tôi, hay là cái số phận này do một thần thánh nào đó, hay là cái số phận này do cái tiền định đã an bài. Trong cái quan niệm, cái cảm giác của chúng ta về cái chữ số phận là như vậy. Nhưng xin thưa các vị, cái chữ Âu Cũng Là Số Phận mang cái nghĩa là tôi sinh ra như vậy, tôi phải chịu vậy, và tôi chấp nhận vậy, tôi biết làm gì bây giờ. Nhưng mà xin thưa các vị, nguyên tắc trong cuộc đời, dĩ nhiên thân phận chúng ta khi sinh ra, dầu một thân phận nào, đó cũng là cái duyên nghiệp của chúng ta rồi, mà chúng ta hay cho là số phận. Nhưng có phải là chúng ta an phận với những điều đó hay không? Trong bài giảng này tôi sẽ chia sẻ với các vị, có phải rằng mỗi con người chúng ta có phải được số phận đã an bài như vậy, và chúng ta cam chịu số phận mình như vậy, với góc độ của Phật học có cái nhìn và quan điểm như thế nào,
tôi muốn chia sẻ với các vị. Đồng thời muốn gửi gắm đến chúng ta một điều chia sẻ với những người cùng khổ trong một cái đất nước, trên tinh thần của một cái người dân tộc chung hay là người con Phật, chúng ta phải làm gì trong những hoàn cảnh như thế này. Xin thưa các vị, tất cả ở đây, các Phật tử chúng ta, ai cũng có thể tin rằng là mỗi con người chúng ta đều có số phận. Và số phận chúng ta là do một thần thánh nào đó hay là một ông trời nào đó đặt để cho chúng ta không? Ai nghĩ rằng số phận của chúng ta là do thần thánh trời nào đó đặt để cho chúng ta đâu? Đưa tay lên thầy coi. Có không? Vậy hả? Rồi những thân phận của những các vị khiếm thị ở đây, các vị có nghĩ rằng trời phạt tôi hay ai đặt tôi một vị trí như thế này không? Các vị trả lời giùm. Đây là các vị trả lời giùm, còn các bác ngoài kia đôi khi người ta chưa đồng tình với cái điều này sao? Xin thưa các vị, tôi mong rằng là các vị nên hiểu một điều này. Thông thường chúng ta cứ cảm nhận rằng là thân phận chúng ta giàu nghèo, đẹp xấu, tật nguyền hay là đuôi điếc câm ngọng gì đó, chúng ta cứ nghĩ đó là một thần thánh nào đó hay một thượng đế nào đó an bài cho số phận của chúng ta. Vì vậy khi chúng ta mang thân phận đó, chúng ta không bao giờ chúng ta nghĩ chúng ta nên nhìn lại mình hay là trách mình hay là an ủi chính mình hay là tìm cách vượt qua, mà phần lớn chúng ta hay trách trời, trách đất và một bộ phận nào đó trong cái con người chúng ta là có một quan niệm là chúng ta trách cả cha mẹ chúng ta nữa. Có những người cứ nói là cha mẹ tôi ăn ở không có đức, cho nên tôi sanh ra trên cuộc đời tôi bị thân phận là hèn kém hay là khiếm khuyết hay là thế thiếu sót như thế này thế kia, hay là đau khổ thế này thế kia. Đôi khi chúng ta lại cất lên lời oán trách chính là những đấng sanh thành ra chính mình. Điều đó có đúng hay không? Trong quan niệm này tôi muốn chia sẻ với các vị. Dĩ nhiên trên cuộc đời này chúng ta dùng hai chữ số phận không có sai, nhưng để gọi là một ai đó đặt để cho chúng ta một số phận đó thì nó lại là không đúng. Không có ai trên cuộc đời này có thể đặt để cho chúng ta một số phận cả, cho dù ông Phật, ông Thần, ông Thánh, ông Trời nào đó. Không thể nào tự dưng người ta đưa cho các vị một thân phận, mà ở đây tôi muốn nói là những thân phận hèn kém, những thân phận khiếm khuyết, những thân phận tật nguyền, tức là những thân phận nào tương đối là bi đát trong cuộc đời. Tôi muốn nói là như vậy. Còn nếu đặt cho chúng ta một thân phận đẹp đẽ, giàu sang, phú quý, cái chuyện đó chúng ta đâu có trách, cái việc đó thì khỏi nói rồi. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, dưới cái nhìn của quan điểm của Phật học, để nhìn về cái chữ thân phận này như thế nào, thì các vị cũng cùng chia sẻ với chúng tôi để có cái nhìn tích cực hơn về việc này. Trong cái thân phận đó, dưới quan niệm học thuyết của Đạo Phật, đó gọi là nghiệp. Đức Phật hay gọi là chữ nghiệp. Mà Nguyễn Du ông cũng ảnh hưởng được cái học thuyết của Phật học. Ông đã nói lên được một cái câu trong truyện Kiều, mặc dù câu ông không hoàn toàn đúng, nhưng nó cũng phản ánh được một cái điều nào đó trong cái học thuyết của Phật giáo. Ông có nói câu là đã mang gì? Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Câu này đúng không? Hả? Nhưng mà riêng tôi thì tôi nghĩ ông đúng có một nửa thôi. Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thì cái câu này nó làm cho người ta nhận thức rằng cái chữ nghiệp của Phật giáo nó mang tính cách là cái gì nó xấu, nó tệ, nó đau khổ, nó bạc đãi, nó cái gì đó trong cuộc đời, tức là một sự cay đắng, chua chát nào trong cuộc đời, người ta mới dùng chữ nghiệp. Cho nên khi mà dùng chữ nghiệp thì thường thường chúng ta đặt cho những người có hoàn cảnh bi đát, chứ chúng ta không dùng chữ nghiệp để đặt cho những người có hoàn cảnh hạnh phúc. Chúng ta xài như vậy là sai. Chữ nghiệp tự thân của nó không mang cái nghĩa là khổ đau hay hạnh phúc. Cái chữ nghiệp nó mang tự thân như một hành động. Tại tự thân của chữ Bali của nó là chữ karma, và tiếng Anh họ dịch qua là chữ action, có nghĩa là cái đó là chỉ là một hành động thôi. Nhưng mà để muốn cho cái hành động này tốt hay là xấu, người ta phải thêm tính từ ở phía trước, là một cái hành động tốt hay là hành động xấu. Tiếng Anh người ta dịch là bad action hay là good action, tức là một hành động tốt hay là một hành động xấu. Việt Nam chúng ta tính từ đặt phía sau của tất cả các cái động từ đó, chúng ta gọi là hành động tốt hoặc là hành động xấu. Còn tiếng Anh đặt ngược lại. Như vậy thì bây giờ từ chữ karma đó, tự thân của chữ nghiệp,
Nó không mang nghĩa tốt xấu. Tốt xấu là do tính chất của hành động. Như vậy nếu một hành động tốt thì người ta gọi là gì? Là thiện nghiệp. Một hành động xấu người ta gọi là gì? Là ác nghiệp. Như vậy một thiện nghiệp đưa đến cái quả báo, quả báo lành, quả báo thiện, tức là đưa đến một thân phận đẹp đẽ, giàu có, hay là một thân tướng trang nghiêm. Còn một cái hành động xấu sẽ đem đến những thân phận bi đát, khốn khổ, đau thương hơn. Tất cả mọi thứ này đều do hành động của chúng ta để dẫn dắt cả. Cho nên trở lại cái câu của Nguyễn Du, ông nói cái chữ như vậy, người ta hiểu một cách rất là lệch lạc ở chỗ là nếu nhắc đến chữ nghiệp, người ta có quan niệm là cái xấu. Bởi vì sao vậy? Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Cái chữ trách với đi với chữ nghiệp, nó đồng nghĩa với cái chữ nghiệp là gì? Là biểu hiện cho cái ác. Như vậy khi dùng cái chữ nghiệp để biểu hiện cho cái xấu, cái ác chỉ là một phiến diện thôi. Còn để nói cho đủ, tôi mới chỉnh sửa lại cái câu của Nguyễn Du một chút xíu. Mặc dù tôi không phải là nhà thơ, nhưng mà dưới góc độ của Phật học, tôi có một cái ý kiến trong cái bài này như vậy. Nếu đã dùng cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa, thì vế trước chúng ta phải dùng như thế này: đã mang ác nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Câu này hợp lý hơn. Như vậy nó đi rất là rõ ở chỗ là phải là ác nghiệp thì đừng trách. Như vậy ở đây là nếu chúng ta đã từng gieo oán trong cuộc đời, chúng ta đã từng ích kỷ, chúng ta đã từng tàn hại, chúng ta đã từng xấu xa, chúng ta đã từng độc ác trong một đời đến nhiều đời, để dẫn đến một thân phận của chúng ta trong hiện tại là những cái gì bi đát, khiếm khuyết, hay là thiếu sót, hay là bất hạnh. Tất cả những cái này chúng ta phải nghĩ đừng có trách trời gần trời xa nữa. Đây là một cái bóng, một cái quả bị động, một cái quả tất yếu của một hành động của chúng ta trong quá khứ. Quy luật không khác hơn được. Vì vậy ở đây chúng ta nên nhìn nhận như thế này: hai chữ số phận mà chúng ta đã được dùng, chúng ta phải có quan niệm số phận ở đây như là một cái hành động chúng ta đã tự tạo, thì bây giờ chúng ta phải hưởng một cái quả bị động như thế. Tức là đây là một cái kết quả của sự tất yếu này mà thôi. Cho nên quan niệm của Đạo Phật không thừa nhận mang cái tính thiên mệnh. Một cái học thuyết của Trung Quốc cho là thiên mệnh, tức là cái mệnh của tất cả sinh mệnh của cuộc đời này do trời đặt để. Cái này sai. Một vài học thuyết khác người cho rằng thân phận của chúng ta là do Thượng Đế an bài. Cái đó cũng sai. Không có một ông Thượng Đế, không có một ông Thần Thánh, không có một ông trời nào đặt để trên một thân phận nào cả. Tôi đã từng nói với các vị trong rất nhiều bài giảng, tôi cho thí dụ. Tôi nói ví dụ các vị gieo cái hạt ớt trong cái chậu như thế này. Đây là cái chậu đất đi. Các vị bỏ cái hạt ớt vô trong đây. Các vị nghe nói ông Thượng Đế, ông Thần, ông Thánh, ông Tiên, ông Phật nào đó, bà nào đó, chúa thì cửu thiên quyền nữ hay gì đó, linh thiêng nhất, các vị đem đến đó. Các vị nói là tôi gieo cái hạt ớt ở trong đây, con gieo cái hạt ớt ở trong chậu này nè. Thần Thánh trời đất nào mà linh thiêng nhất á, hãy làm cho cái hạt ớt này nó lên, nó trổ thành cây cam và nó trổ trái cam cho con ăn. Các vị nào mà cầu nguyện được điều đó, các vị đem lên tới tu viện Tường Vân bán tôi, bao nhiêu tôi cũng mua, mượn tiền mua tôi cũng mua nữa. Ai dám mở hợp đồng hôm nay không? Người nào mà cảm thấy rằng ai mà từng linh thiêng nhất trên cuộc đời này đó, các vị hợp đồng với tôi, tôi sẽ chờ đợi cái ngày có cái sự thanh toán hợp đồng đó. Xin thưa các vị, nếu các vị đã thừa nhận rằng các vị không thể làm được điều này, và không có một ông thần thánh nào trên thế gian làm được điều này, thì các vị phải nghĩ rằng làm sao số phận chúng ta do người khác an bài được. Không thể nào số phận của chúng ta dù thân phận nào cũng không thể là người khác an bài. Giàu nghèo đẹp xấu cũng không do người khác an bài. Đức Phật cũng không an bài điều này. Đức Phật chỉ là một con người tuyệt vời ở chỗ là chỉ cho chúng ta cái cách nào đó để thay đổi được thân phận. Và vì sao chúng ta có thân phận này, Đức Phật là người khám phá ra, tìm ra được điều đó. Cái tuyệt vời của Đức Phật ở chỗ này, chứ Đức Phật không phải là một ông thần trên cuộc đời để mà quy quyền quyết định được điều đó. Nếu mà chúng ta may mắn có được một ông Phật,
có khả năng ban phước giáng quả và mọi sự bình an đến cho con người theo ước mơ của họ, và kẻ ác sẽ bị trừng trị đích đáng theo nguyên tắc quyền sanh sát trong tay, thì tôi tin rằng trên cả cuộc đời này không bao giờ có một ai đau khổ. Nếu Đức Phật làm chuyện đó, cũng không thể nào có những thân phận khiếm thị, khổ đau ngồi ở nơi đó, chắc chắn 100%. Vì Đức Phật không làm được chuyện này. Đức Phật chỉ cho chúng ta cái cách để làm sao tự mỗi người hóa giải được điều này trong một đời đến nhiều đời. Đây là cái trí của một bậc tuệ giác, chúng ta phải hiểu được như vậy. Cho nên tôi nhớ có một câu chuyện cũng tương đối hay. Có một anh thanh niên nọ, anh đau khổ về thân phận của anh. Anh đi đến tìm một vị thiền sư, và anh nói với thiền sư rằng là: tôi muốn hỏi thầy rằng là có phải số phận của tôi là sinh ra trên cuộc đời nó nghèo cùng khốn khổ như thế này không? Mà tại sao trong cuộc đời tôi đến hôm nay lại là nghèo khổ và bi đát vậy? Tình duyên lận đận mọi thứ nó đều không được như nguyện của tôi. Thì vị thiền sư mới nói là: nam tả nữ hữu, anh cứ đưa bàn tay trái ra đây. Cũng là như một thầy bói sành điệu chứ không phải bình thường không? Thì anh này mới đưa bàn tay ra. Vị thiền sư mới chỉ trong cái tay của anh này. Vị thiền sư nói: đây là đường mạng đạo, đây là đường tình duyên, đây là đường trí đạo, đây là đường duyên phận gì đó ha. Vị thiền sư chỉ hết cho anh thấy cái chỉ tay trên bàn tay anh ta. Sau khi xong rồi, vị thiền sư mới nói là: anh hãy nghe sự hướng dẫn của tôi, là bây giờ tôi yêu cầu anh hãy nắm chặt bàn tay lại. Hãy nắm chặt bàn tay lại. Anh thanh niên này nghe lời vị thiền sư hướng dẫn, và anh ta nắm chặt bàn tay lại xong, và vị thiền sư mới hỏi anh ta rằng: bây giờ anh hãy chỉ cho tôi đường nào là đường duyên số của anh trên bàn tay. Anh này cảm thấy rằng lúng túng, khi nắm chặt như thế này thì mình đâu có chỉ được. Nhưng mà vị thiền sư mới nói rằng: như vậy anh có biết rằng trong lòng bàn tay anh có đường duyên phận đó không? Anh ta gật đầu. Sau khi gật đầu xong, anh ta hiểu ngay số phận trong lòng bàn tay anh ta, và tự anh ta có thể quyết định được số phận của mình. Từ đó anh ta chào vị thiền sư ra về và bắt đầu tự mình quyết định số phận của mình. Vì vậy anh có thể thay đổi được số phận đó. Đây là một câu chuyện rất ngắn, nhưng mà cho chúng ta hiểu được điều gì? Tất cả mọi chỉ tay này, nó nằm trong lòng bàn tay chúng ta hay nằm lòng bàn tay người khác? Bàn tay ai thì có chỉ tay này. Tức là duyên số, định mệnh, mạng đạo gì đó, trí đạo gì trên lòng bàn tay ta, duyên phận gì trong lòng bàn tay ta là của chính ta. Nó biểu hiện của chính mình. Mình có thể quyết định chính cái chuyện đó. Vì vậy mình có thể là dẫn mình đến một cái kết quả đau khổ, cũng có quyền mình thay đổi cái thân phận đó, tức là để quyết định mình có sự hạnh phúc trong tầm tay của mình. Điều này tôi đã giảng trong một bài giảng là ai làm chủ vận mạng chúng ta. Tôi đã có phân tích chia sẻ tương đối kỹ. Hôm nay tôi mang tính cách giống như gợi ý lại cho các vị về điều này. Cho nên ở trên cuộc đời này, tất cả các vị trong hội trường, và thậm chí tất cả các vị ngồi xung quanh đây, tất cả mọi người ai cũng muốn cho mình giàu sang, có muốn không? Ngồi trước mặt tôi có ai không muốn mình giàu sang không? Nếu mà ai ở trong đây mà không bao giờ có một ý niệm muốn mình giàu sang thì phải kêu ambulance chở đi liền trên bệnh viện. Xin thưa các vị, ai cũng muốn mình giàu sang. Và có ai muốn mình xấu không? Không. Tức là ai cũng muốn mình. Các cô có ai muốn mình xấu không? Tức là ai cũng muốn mình đẹp, đúng rồi. Ai cũng muốn mình hạnh phúc. Ai cũng muốn mình có con ngoan, trò giỏi. Ai cũng muốn mình có danh thơm và tiếng tốt. Tôi nghĩ trên cuộc đời này, ước mơ của chúng ta là đầy tràn. Ước mơ chúng ta về những điều này, về ước mơ đó không sai với kiếp người chúng ta. Đó là một ước mơ hết sức là cần thiết. Nó là một nhu cầu và một cái điều để gọi là thánh thiện của cuộc đời này. Tức là về mặt nguyên tắc, ai cũng ước mơ cho mình hạnh phúc, vợ đẹp, con xinh, hay là mọi điều khác, gia đình giàu sang sung túc. Đây là ước mơ của mọi người. Nhưng mà các vị để ý một điều này, có phải những điều này nó đến với chúng ta do chúng ta ước mơ mà nó đến không? Có phải không?
Có phải là trong cuộc đời chúng ta ước mơ những điều gì, điều đó đến với chúng ta không? Xin thưa các vị, ước mơ là nguyện vọng riêng của mỗi con người, là một nhu cầu hết sức chính đáng giữa cuộc sống này. Nhưng được hay không, không phải do chúng ta nguyện. Bản thân chúng ta nguyện cứ nguyện, điều đó không có sai. Thậm chí đến trước Phật, các vị cầu nguyện con có được một gia đình hạnh phúc, cầu nguyện con có được một gia đình giàu sang, hay là con được đẹp đẽ, hay là con ngoan, đừng bệnh tật, vân vân. Tất cả những ước mơ này các vị có cầu nguyện trước Phật, điều này vẫn hợp lý như thường. Là một con người ai không có nguyện vọng này là con người đó không bình thường, chắc chắn là như vậy. Nhưng khẳng định rằng do những hành động này mình cầu nguyện và ước mơ để nó được giống như mình suy nghĩ thì lại bệnh nặng hơn người kia. Cho nên chúng ta phải để ý chỗ này. Như vậy tôi muốn nói điều gì? Có những người ước mơ trên cuộc đời họ sẽ thành tựu được 5% ước mơ đó. Có những người có phước báo và điều kiện tốt hơn họ sẽ thành tựu được 10%. Có những người 20%, 30%, thậm chí 50%, thậm chí tuyệt vời nhất trên cuộc đời ai thành tựu ước mơ 70-75% là người đó thượng đế trên cuộc đời rồi. Không ai có khả năng thành tựu 100% điều mơ ước của mình. Điều này chắc chắn. Trong cuộc đời tương đối không có cái nào đi đến con số tuyệt đối như thế cả. Vì vậy ai thành tựu được 70-75% ước mơ trong cuộc đời là người đó quá tuyệt vời. Nhưng có những điều chúng ta nên suy nghĩ là tất cả chúng ta có những người suốt cuộc đời ước mơ rất nhiều nhưng mà 1% cũng không có. Có những người trong một cuộc đời của mình có nhiều ước mơ, làm sao dựng được một mái nhà tranh cho chính bản thân mình, nhưng cho tới chết cũng không có được một mái nhà tranh để che thân. Điều này đều đương nhiên như thế. Như vậy cái này từ đâu ra? Thượng đế đặt cho chúng ta, trời Phật đặt cho chúng ta, hay là một thần thánh nào đặt cho chúng ta? Không có điều đó. Tất cả những cái đó chúng ta gieo một hạt ớt, nó phải lên cây ớt và trổ trái ớt. Đây là điều đương nhiên. Chúng ta gieo một hạt cam, nó lên cây cam và trổ trái cam. Đây là điều đương nhiên. Như vậy khi hiểu đến điều này, chúng ta cũng cảm thấy là an lòng một chút về những thân phận của chúng ta. Tôi còn nhớ một câu chuyện. Có một cái ông này là người khiếm thị. Từ năm 8 tuổi ông đã bị tai biến trong cuộc đời và khiếm thị. Quê hương ở tại Khánh Hòa và lưu lạc đi khắp nơi, và cuối cùng lưu lạc vào tới thành phố. Cho đến ngày hôm nay, bản thân ông chỉ có một cái giỏ sách bên mình, rồi ông phải đi ăn xin. Nhờ mọi người như vậy chia sẻ với ông từng chén cơm manh áo. Và bây giờ những cái phóng viên nhà báo đến hỏi ông, ông cũng mường tượng rằng ông cũng không nhớ ông rõ tên gì. Ông cứ nói là hình như tôi là tên Thành á. Tại vì người ta cứ kêu ông mù mù biết là tôi cũng không nhớ tên tôi nữa. Rồi á, lại hỏi là bây giờ hôm nay là ông bao nhiêu tuổi? Ông nói tôi cũng không nhớ nữa. Hình như tôi nghĩ năm nay tôi cũng hơn 50 năm trên cuộc đời rồi đó, 50 năm mấy gì đó. Tức là ông không nhớ được cái tên chính của ông là cái gì. Những tháng ngày nó quên đi. Rồi thậm chí tên tuổi của ông cũng không nhớ. Ông chỉ biết rằng hàng ngày ông đi làm và ông trở về một cái xó, một cái góc nào đó để ngủ qua đêm. Và ông nói có những khi mũi cắn quá tôi không ngủ được, tôi phải cầm những cái quạt để quạt như thế. Những thân phận của những người khiếm thị mà lại không có người chăm nuôi. Cha mẹ qua đời ở độ tuổi 8 tuổi, anh em lưu lạc khắp nơi, bây giờ cũng không biết là anh em ở đâu. Và bản thân ông không có gia đình, không có nơi cư trú. Như vậy ông có nghĩ rằng ông sanh ra trên cuộc đời để ông muốn mình trở thành một thân phận như vậy đâu. Nhưng mà ông nói là có những điều đau khổ hơn là có những khi tôi xin được bao nhiêu đó, rồi mấy cái tuổi xì ke ma túy nó ăn cướp ăn giật nó đè tôi lấy hết. Có những khi là như thế. Ông nói là xin được bao nhiêu thay vì gói ghém chiều nay có được bữa ăn, hay là chiều nay có thể là mua được miếng nước. Nhưng mà trái lại rồi thì bị những cái kẻ xấu như thế đè giật hết tất cả. Và thậm chí nó khống chế ông, nó lục trong giỏ để coi còn những gì, và những gì hành trang mang theo được trong người ông có thể sử dụng được tụi nó làm hết rồi. Cho nên các vị thấy những thân phận của cuộc đời như thế nói lên chúng ta cảm thấy rất xúc động trong lòng mình. Nhưng không có ai có đủ một đôi bàn tay đủ rộng để ôm hết cả bầu trời. Tôi nói thật với các vị, trên cuộc đời này ai có là tỷ phú đi chăng nữa cũng không thể san sẻ hết với những nỗi cơ cực của chúng sinh trên cuộc đời này được.
Cho nên người ta mới kết luận được rằng trên cuộc đời chỉ cứu ngặt chứ không ai cứu nghèo là như thế. Có nghĩa là tôi nhín được miếng ăn tôi cho người miếng ăn, tôi nhín được tấc áo tôi cho người tấc áo, ở chỗ là san sẻ với mọi người để mang tính cách đồng cảm trong tình cảm của một loài người. Nhưng để gọi là tôi có thể thay đổi được thân phận của anh bằng đồng tiền của tôi thì khó lắm. Tất cả mọi người chúng ta chỉ san sẻ mang tinh thần cứu ngặt là như thế. Và vì vậy thân phận này trên cuộc đời chúng ta không bao giờ là quyết định được. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là số phận chúng ta cứ thả như lục bình trôi. Nếu ai hèn nhát thả như lục bình trôi lại là người thiếu hiểu biết. Số phận là như thế. Nhưng mà ngày xưa cổ đức có nói là tận nhân lực mới tri thiên mạng. Tôi làm với tất cả một sự cố gắng hết với sức tôi mà tôi không thay đổi được thì âu là số phận tôi phải chịu. Chứ còn bây giờ nói là ông thầy bói nói tôi nghèo cho nên thôi, tôi có làm cách mấy tôi cũng nghèo, thôi vậy có nhiêu tôi đi nhậu hết nhiêu cho rồi, tiêu rồi. Kiểu này là tiêu. Cái số phận mà thả như lục bình trôi là chết. Ông thầy bói nói tôi nghèo đó là chuyện ảo. Mọi người nói ở mày đây là mà tiêu rồi, cuộc đời của mày như vậy là gì đó, hẩm hiu gì đó. Đó là cái miệng của miệng đời. Người ta nói không phải là do người ta nói như vậy là mình như vậy, hay nói như thế mình như thế. Cái việc này điều đó mình chưa hiểu hết. Nhưng mà mình cứ làm tất cả những sự cố gắng của mình có được thì điều đó nó sẽ có sự thay đổi khác. Trở lại vấn đề hồi nãy tôi muốn nói với các vị, trong vấn đề nghiệp chướng của một con người để có một thân phận, nghèo giàu đẹp xấu không do chúng ta quyết định. Đồng thời thân phận của chúng ta không thể chỉ trích cha mẹ do ăn ở bất nhân bất đức hay là tội lỗi gì đó để sinh ra thân phận của chúng ta. Cái này đừng nên như vậy. Chúng ta từng dựa vào cái câu là đời cha ăn mặn thì sao, đời con khát nước. Câu này đúng không? Hả? Có khi nào các vị ăn mặn mà tôi uống nước thế không? Ừ? Hay là có khi nào các vị ăn tôi no không? Chắc chắn không? Đâu ăn thử rồi. Đôi khi dòm miệng cũng đỡ đói chút nha. Xin thưa các vị, dĩ nhiên trên nguyên tắc cuộc đời không thể người này ăn mặn người kia uống nước được. Dĩ nhiên cũng không thể rằng cái người này mà ăn người khác no được. Như vậy đồng nghĩa là có khi nào người này vi phạm luật pháp để ở tù hay là bị tử hình thì người thân có thể bị ở tù và tử hình thế không? Không thể nào. Luật pháp còn không như thế thì quy luật của nhân quả nó cũng không khác điều này. Nhưng tại sao người ta lại có kinh nghiệm đời cha ăn mặn đời con khát nước? Tức là một hành động xấu nào đó của ai làm thì con nó sẽ bị quả lây, bị hưởng lây. Cái này nó gọi là cái gì? Trong học thuyết của Đạo Phật, tất cả gia đình chúng ta là cha, là mẹ, là ông bà, anh chị em, con cái trong một gia đình là một cộng đồng, đó gọi là cộng nghiệp. Tức là nó có những cái xu hướng hành động nghiệp nó giống nhau, cho nên nó có mối tương quan giữa mình và người thân. Nhưng trong cái cộng nghiệp này nó có cái biệt nghiệp, tức là những thân phận khác nhau của một cái con người trong một cộng nghiệp đó. Ví dụ bây giờ Châu Phi, khi chúng ta nói đến Châu Phi thì chúng ta hình dung gì? Nơi đó nghèo khổ đói rách lang thang, có phải vậy không? Nhưng có phải là tất cả mọi người trong Châu Phi đều nghèo khổ đói rách lang thang không? Không. Như vậy thì trong cái cộng nghiệp của Châu Phi, đội nắng mưa xa khắc nghiệt, đó là nguyên tắc cái cộng nghiệp của chúng sinh nơi đó. Nhưng mà trong đó nó có cái biệt nghiệp là cũng có những thân phận không hẳn là bi đát và đau đớn như thế. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói cái gì? Cái câu đời cha ăn mặn đời con khát nước, cái câu này người ta nói nếu không như vậy, nếu căn cứ vào cái đó thì luật nhân quả người này làm người kia chịu. Mà bây giờ nếu đời cha ăn mặn đời con khát nước thì luật nhân quả của Phật giải thích vấn đề này như thế nào? Tôi mới nói với các vị như thế này. Không phải đời cha ăn mặn đời con khát nước, nhưng mà nó có như vậy. Ví dụ ông này làm một điều ác, thì bây giờ một chúng sinh sanh ra là con của ổng đi, ví dụ vậy, thì con của ổng thay vì sanh ra là một người này dứt khoát sanh ra là phải không có tay chân, hoặc là sanh ra là bị bại não, hay là sanh ra là một thân phận đuôi điếc câm ngọng gì đó, thì người ta nói là do ông ở ác cho nên ông sanh một đứa con như thế này. Câu đó nói dường như đúng, nhưng mà nó chưa đúng với lý quy luật nhân quả. Ở đây ông quyết định là ông làm ác, ông phải có quả ác. Nhưng một thân phận của một chúng sinh trước khi tái sanh
cũng phải gieo nghiệp tương đương với chính ông như thế, tức là phải mang một thân phần nghiệp chướng đã gây ra và phải tái sanh làm một thân phận đó, thì cái nghiệp của người này nó mới dẫn đến một môi trường tái sanh tương đương như vậy. Như vậy đứa con này sanh ra là cái quả của chính ông này gieo nhân, nhưng mà đương thân chính của thân phận đó, nó là cái quả của nó phải trả trong quá khứ của chính nó. Hai cái người này gộp chung lại gọi là cộng nghiệp với nhau để có một thân phận như thế. Đây là chúng ta có hiểu về quy luật của nhân quả nó là như vậy. Thành ra ở đây trong cái mối tương giao này, cái câu đó người ta kinh nghiệm là người ta thấy trên mặt hiện tượng nó là như vậy, còn trên quy luật nó lại là đường đi của mỗi thân phận. Ông ta chỉ là cái duyên cớ để cho một chúng sinh được ra đời mà thôi. Cái đây là chúng ta nên nhớ như vậy. Vậy thì hiểu được điều này thì chúng ta không còn trách ai nữa cả, mà quan trọng chúng ta hạnh phúc đau khổ trên cuộc đời này có vui mừng hay oán trách, chúng ta trách ai? Trách mình, đúng vậy, phải trách mình. Trách gì? Trách người một mà trách ta mười ha. Ở đây cái câu đó là nó quan trọng như vậy. Như vậy khi hiểu được quy luật của nhân quả rồi thì cái này chúng ta phải nhìn nhận, cái gì nằm trên quy luật của nhân quả thì cái đó làm sao? Điều vô thường. Vô thường có nghĩa là không có cái gì mãi mãi như vậy. Nếu có một sự cải tạo tốt, thay đổi tốt thì từ một cái hành động này, một nhân tố này, nó sẽ chuyển hướng đi về tính chất của nhân quả. Và những người khiếm thị hôm nay khoảng hơn 500 người có mặt ở tại trong tỉnh xá này, thì bây giờ hơn 500 người này là những thân phận chấp nhận một cái quả chua cay, tức là cái quả xấu. Về mặt nào đó tất cả chúng ta đều có một cái cảm giác, điều xót xa trước cái thực tế này. Xin thưa các vị, xót xa thật lòng luôn như thế. Cho nên có một lần tôi đi Nha Trang, ở trên đó cũng có hội người mù nữa, thì đi lên đó cùng với các Phật tử cũng đi phát. Và tôi có hỏi một câu mà mọi người cảm thấy giống như hơi lắc léo. Tôi hỏi gì? Ngồi trước mặt tôi phần lớn là mấy trăm người khiếm thị. Tôi mới nói là: các vị, hiện giờ các vị có hình dung và có cảm nhận được tôi như thế nào không? Tự mọi người rú lên cười như thế. Tức là giống như tự nhiên tôi hỏi như vậy, tôi trả treo với mọi người như thế. Người ta khiếm thị mà hỏi rằng thấy và biết và hình dung ra được tôi như thế nào không? Và tôi mới nói với cái người mà trưởng nhóm trong người mù đó đó, tôi nói rằng: bây giờ anh, nếu hiện giờ anh hình dung ra thầy như thế nào? Thì anh mới nói rằng: nếu mà con hình dung ra thầy thì con nghĩ vậy, thầy không có tóc à. Anh nói như vậy, anh nói là hình dung trong trí não là thầy không có tóc, rồi thầy mặc áo cà sa à. Rồi tôi mới hỏi anh là áo cà sa là như thế nào, thì anh mới nói là con chỉ nghe áo cà sa mà con không biết làm sao à. Tôi muốn hỏi tại sao như vậy, tại sao tôi phải hỏi như vậy? Để đánh động vào tất cả những người đang có mắt. Chúng ta quá hạnh phúc trên cuộc đời, chúng ta còn biết được đây là ly nước, chúng ta còn biết được cái này là bông hoa màu đỏ, chúng ta còn biết được mặt bàn này màu vàng, chúng ta còn biết được vợ chồng con cái người thân mình ốm mập như thế nào, đẹp xấu thế nào, biết hết. Chúng ta nhìn nhận được tất cả trời cây mây nước nó là làm sao. Đây là cái hoa này, đây là cái mương ruộng, đây là con cá. Người khiếm thị suốt đời nghe nói con cá, biết con cá nhưng mà không hiểu nó là sao. Nghe nói cái cây mận nó là cây mận nhưng mà không bao giờ mường tượng được nó là cái sao. Cái mường tượng trong trí của người mù không bao giờ giống bất cứ một sự mường tượng của ai trên cuộc đời hết. Tôi muốn nói với các vị như vậy, dầu sao đôi mắt của chúng ta là có được cũng quá tuyệt vời rồi. Chúng ta hạnh phúc nhất trên cuộc đời, dĩ nhiên có đôi mắt là một hạnh phúc vô cùng lớn trên cuộc đời, chứ không phải là bình thường à. Cho nên ở đây người ta nói gì? Đôi mắt em là gì? Cửa sổ tâm hồn. Mà những người khiếm thị là cửa sổ này đã bị đóng bít từ lâu à. Như vậy thì bây giờ không còn cửa sổ tâm hồn nữa thì không cảm nhận được cái gì, mọi thứ đều mường tượng hết như vậy. Cho nên tôi hỏi những người đó để chi vậy? Để cho tất cả những người còn có mắt cảm nhận được rằng khi người mù muốn nghe một con người nói, họ hình dung về một con người đó như thế nào. Bây giờ nói không có tóc, họ có thể hình dung được là có thể họ gờ trên đầu họ, họ thấy họ có tóc, cho nên họ biết rằng nếu mà cái này cạo bỏ đi thì không có tóc, có nghĩa là lang nhẳng như vậy đó, thì họ cảm giác bằng đôi bàn tay được. Nhưng mà hỏi áo cà sa như thế nào thì họ không biết áo cà sa làm sao nữa. Ví dụ bây giờ nói là áo cà sa màu vàng, họ cũng lặp lại là thầy áo cà sa màu vàng,
nhưng mà họ không biết màu vàng là màu gì. Không thể nào. Chúng ta nên nhớ rằng cái nỗi đau trong cái vấn đề đó là như vậy. Cho nên tôi có trích một bài thơ của một thi sĩ Mạc Giang. Ông có viết về cảm nhận của ông về người mù. Ông viết cho tất cả những người trong hội từ thiện, những cái trại mù, để mang tinh thần đi vận động, để mà góp một cái phần để chia sẻ với những người khiếm thị. Thì ở đây tôi đọc cho các vị nghe về cái bài này một chút xíu để chúng ta cùng cảm nhận. Cái bài này ông viết thì tương đối dài, nhưng mà để mình phân tích vài câu, tôi đọc cho các vị nghe, rồi một vài đoạn tôi sẽ phân tích một cái sự xót xa, một cái khiếm khuyết của người mù như thế. Tôi mang thân phận người mù, ngày dài đêm ngắn âm u cũng là. Người mù đếm những xót xa, đêm dài ngày ngắn cũng là bóng đêm. Các vị thấy rõ ràng như thế, người mù ban ngày với ban đêm họ không khác. Nếu đánh lộn bằng ngày thì họ đánh không lợi các vị, nhưng mà đánh bằng đêm là các vị thua họ ra. Tức là các vị, tôi muốn nói cái gì? Có nghĩa là giữa người khiếm thị, trong ngày và đêm họ cũng đều như vậy. Không phải do bằng ngày hiển thị cho nên họ thấy được ly nước mờ mờ, rồi bằng đêm không thấy. Họ ngày với đêm cũng vậy, cho nên những đoạn đường họ đi, trong ký ức họ, họ đi theo một thói quen. Vì vậy cái chữ của người mù là chữ nổi. Tôi đã từng khi đến ở Đắk Lắk, tôi có xem một cái bản của người mù khi mà họ đọc cái bài diễn văn á. Họ đọc bằng tay như thế này. Tức là họ gờ và họ đọc như vậy, mà đọc cũng như là tôi đọc chữ cho các vị nghe như vậy. Tức là họ rất là nhạy cảm. Họ nhạy cảm bằng đôi bàn tay. Đặc biệt như vậy. Cho nên trước đây tôi có nhớ, ngày xưa có một vị hòa thượng kể cho tôi là có một bà đó bà mù. Nhưng mà bà bắt tay ai một lần rồi, 20 năm sau khi bà bắt tay lại, bà biết người đó là ông A, bà B. Điều này lạ kỳ vô cùng. Tức là một lần bà đã bắt tay với người đó, là hôm nay nói là tôi Nguyễn Thị A, tôi đến thăm chị gì đó. Thì bây giờ bà bắt tay rồi, 20 năm sau người này đến bắt tay, bà biết rằng đó là bà Nguyễn Thị A. Bằng cảm giác, tức là cái sự nhạy cảm cao độ như thế. Nhưng mà để gọi là hiển thị về tất cả những ánh sáng và hình dung thì họ không hiển thị được. Cho nên trong bài này họ nói là người mù đếm những xót xa, đêm dài ngày ngắn cũng là bóng đêm là vậy. Đêm ngày họ cũng là bóng đêm, tức là họ tối thui như thế. Giống như chúng ta bao giờ chúng ta cũng nhắm mắt như thế này thì người ta là như thế. Nhưng mà chúng ta nhắm mắt nhưng mà chúng ta còn hiển thị được một cái khoảng cách là của con mắt chúng ta. Tự thân của tròng mắt chúng ta còn có cảm giác là đêm và ngày, là ví dụ chúng ta nhắm mắt bằng ngày nó khác với nhắm mắt bằng đêm. Nhưng cái người mà họ khiếm thị thật lòng đó, họ không có cái để hiển thị được ánh sáng đó. Cho dù nhắm mắt của mình cũng vẫn còn phân biệt được là đêm hay là ngày. Nhưng mà người khiếm thị không còn cái để hiển thị được cái đó là nó có tối hay là sáng. Bây giờ chúng ta nhắm mắt nhưng mà bằng ngày chúng ta vẫn có cái gì là, đúng không? Cho dù nhắm mắt nhưng mà vẫn mường tượng cảm giác là. Nhưng mà người khiếm thị thì không có cái là như chúng ta. Đó gọi là khiếm thị mà làm sao là được. Giống như là khi nào chúng ta móc trong con mắt này đi, với lý do gì thì nó mới giống y như vậy. Còn chúng ta còn mắt mà nhắm lại, chúng ta vẫn còn biết được đâu là ánh sáng là. Nó là như vậy á. Rồi chúng ta tiếp. Ai đem phủ kính khung rèm, nào ai hiểu được bậc thềm quan du. Thời gian đếm những người mù, một ngày cũng thế thiên thu khác gì. Tức là bao nhiêu ngày họ cũng như vậy. Họ không thể là hôm nay họ không thấy, 10 năm, 20 năm sau họ sẽ thấy. Không có. Một ngày và thiên thu của họ đều sống trong bóng đêm như vậy. Lần mò từng bước tôi đi, mò trong bóng tối biết gì thời gian. Lần mò từng bước bẻ bàn, làm sao biết được nhân gian thế nào. Cũng giống như cái ông mà khiếm thị đó, ông đi rồi ông bị đè, ông giật cũng lấy, ông đâu có hiểu ai cho ông cái cục gì đó, nói đây là cục thịt, ông hay cục thịt cho cái nấm hay cái nấm, nhưng mà ông cũng đâu biết trong đó tốt xấu như thế nào. Thậm chí cho ông đồ thiêu đồ ẩm, ông cũng đâu biết được, nói nè cái bánh trung thu này ngon lắm, nhưng mà lên móc rồi ông thấy không? Không, không hiểu được hết lòng người đâu. Có mắt đây nè mà còn bị nhầm người, để huống chi mà người ta không có mắt, có phải không? Không như thế nào. Thậm chí cho ông đồ thiêu đồ ẩm, ông cũng đâu biết được, nói nè cái bánh trung thu này ngon lắm, nhưng mà lên móc rồi ông thấy không? Không, không hiểu được hết lòng người đâu. Có mắt đây nè mà còn bị nhầm người, để huống chi mà người ta không có mắt, có phải không? Mình có mắt mà đôi khi mình bị người khác còn đánh lừa, còn huống gì những người không có mắt. Họ đem họ nói ở ly thuốc độc, mà họ nói này ly cà phê ngon lắm,
ổng biết đó ly thuốc độc không? Không. Cho nên ở đây mới nói là lần mò từng bước bẻ bàng, làm sao biết được nhân gian thế nào. Họ cảm nhận là các vị nói, các vị đưa, họ cầm, họ nhận, họ biết thì như vậy thôi. Cho nên mình có gạt gẫm họ gì họ cũng không biết. Mình dẫn cái lối này, mình nói là đi đến siêu thị, nhưng mà mình thật sự mình dẫn ông vô rừng, ông biết không? Không. Cái đó chúng ta nên nhớ như vậy. Lần mò từng bước thấp cao, thân còn không thấy, thấy nào thế nhân. Cái câu gì? Lần mò phận lấy hương thân, làm sao biết được phương gần phương xa. Không hề hiểu được, đâu nhìn thấy bầu trời đâu, đâu nhìn thấy cái đó nó xa đâu, đâu nhìn thấy cái đó gần đâu. Cho nên có một cái chuyện ta cảm thấy là cũng hơi độc mà cũng ngùi ngùi. Có một cháu bé nó khiếm thị từ nhỏ, nhưng mà xin thưa các vị, khi nó sinh ra nó khiếm thị, nó không có biết nó khiếm thị. Cho nên một hôm khi lớn lên nó khoảng 4 tuổi, nó cùng với chúng bạn nó chơi chơi trò mà thảy banh đó. Thì hôm đó nó về nó hỏi mẹ, nó nói mẹ ơi, tại sao khi trái banh con thảy đến mọi người bắt được, mà khi nó thảy banh đến con không biết banh nó ở đâu. Tức là nó không bao giờ nó nghĩ rằng nó bị khiếm thị, tức là nó thiếu đi một thân phần để nhận thấy ánh sáng và mọi thứ trên cuộc đời. Cho nên nó hỏi mẹ là tại sao bạn con khi trái banh sắp rớt trên đầu nó có thể cảnh báo được rằng này bạn, trái banh sắp rớt trên đầu bạn. Nhưng mà một khi trái banh sắp rớt trên đầu con lại không biết được điều đó hỡi mẹ. Và người mẹ mới từng bước để chỉ để con thấy rằng con à, con còn thiếu cái gì trên cuộc đời. Cho nên đọc tới câu chuyện này tôi rất là xúc động. Thì ở trong đây nó cũng giống như vậy. Lần mò phận lấy thương thân, làm sao biết được phương gần phương xa. Nghe tiếng cha biết vậy mà, nghe tiếng mẹ, mẹ ấy à, mẹ ơi. Bóng hình nào thấy trong đời, dung nhan nào biết khôi ngô đê hèn. Làm sao biết được? Mẹ thì hay mẹ, cha thì hay cha, chớ có biết rằng cha mập ốm cao thấp như thế nào đâu, đen trắng như thế nào có biết đâu. Có biết mẹ như thế nào, tóc dài tóc ngắn như thế nào, môi son má phấn thế nào, hay là da nhăn mặt nám thế nào, có bao giờ biết được đâu. Cho nên vậy đó, nghe tiếng cha biết vậy mà, nghe tiếng mẹ, mẹ ấy à, mẹ ơi. Bóng hình nào thấy trong đời, dung nhan nào biết khôi ngô đê hèn. Rà qua xót lại làm quen, nhấp nhô thò thỏm, hôm hem nhô lồi. Tức là tự mình mò lấy thân phận của mình. Ở mình gờ đây mình thấy cái lỗ tai, người ta nói đây lỗ tai, thì mình có cảm giác mình rờ, mình biết được vậy. Mình rờ đụng lỗ mũi, mình nói ừ cái lỗ mũi nó ló ra như thế đó. Tức là thân phận mình rờ mình hiểu vậy. Nhưng mà mình không có mường tượng được, mình chỉ cảm xúc cái tai của mình. Tức là tự thân phận của mình cũng không hiểu hết những thân phận của mình như thế nào, cũng không thể hình dung được thân phận của mình như một người đã từng nhận biết thân mình qua gương hay là qua mắt của chính mình. Điều đó chúng ta thấy như vậy. Đếm trong trí nhớ lần hồi, gốc hình khía cạnh mà lôi ra dùng. Cái này thì nói nó đúng với những người. Ví dụ cái ông mà 8 tuổi ông mới bị khiếm thị đó, thì cái ông đó có thể đúng với câu này. Có nghĩa là ông đã từng thấy trong cuộc đời rồi, bây giờ ông mới bị một tai biến tật bệnh gì trong cuộc đời, ông mới bị khiếm thị, thì ông còn có thể hình dung được một cái gì trong quá khứ, trong trí nhớ. Nhưng mà một người khiếm thị bẩm sinh từ thở nhỏ thì không thể nào mà đếm trong trí nhớ lần hồi, gốc hình khía cạnh mà lôi ra dùng, không có được. Những người nếu đã từ bẩm sinh sinh ra đã thân phận đó thì không có một cái hình dung này. Trừ ra mình đã lớn lên, hay là mình đã bao nhiêu tuổi, mình đã từng thấy từng biết ít nhiều trong cuộc đời rồi mình mới bị cái đó, thì mình mới thể hình dung trong trí nhớ. Còn nói chung khi khiếm thị bẩm sinh, trí nhớ của bẩm sinh không thể giống như bao nhiêu người chúng ta mường tượng. Chúng ta nhớ như vậy. Ở đời muôn sự vô cùng, người mù mường tượng chung chung khác gì. Ở đời muôn loại li ti, người mù mường tượng biết chi vẻ vời. Người đời màu sắc muôn lời, người mù đen đỏ tâm hơi một màu. Có nghĩa là ở trong đời người ta phân biệt đủ thứ. Người mù chỉ có gì? Có màu đen. Chúng ta nên nhớ gì? Người đời nhìn rộng thấy sâu, người mù một khối ưu sầu đắng cay. Người đời tối sáng đêm ngày, người mù một khối mà xoay nhân tình. Người đời thành bại nhục dinh, người mù một khối một mình một thân. Lắng nghe các bụi phong trần,
lắng nghe thế thái phù dân đổi dời, lắng nghe thiên hạ vui chơi, lắng nghe tê tái cho đời thêm đau, lắng nghe đổi sắc thay màu, mà nghe giọt lệ chưa lao đã sầu. Có nghĩa là cảm nhận qua cái tai thôi. Đời họ nói, đời họ nhục dinh, đời họ vui ca, đời họ thế này thế khác, người mù được cảm giác qua lỗ tai, tức là nghe được tất cả hình dung, tất cả cảm nhận, tất cả những sự diễn tả của mọi người qua đôi tai của họ. À, câu này nó như vậy. Người mù là từng bước theo chân, từng xa hụt hẳn khỏi tầm vối tai. Người mù lần bước đọa đài, mà vui mà khóc mà lai mà cười. Người mù nào có héo tươi, héo tươi chi nữa phận người tối tăm. 30 nào khác ngày rằm, 36 cũng âm thầm ai hay. Người mù không có đêm ngày, chỉ nghe chỉ đón chỉ chày chỉ trông. 4 mùa xuân hạ thu đông, người mù quờ quạng mà không 4 mùa. Trả đời bóng dáng hơn thua, tôi mang tâm tối để lùa thương đau. Trả đời cuộc sống sang giàu, tôi mang mờ mịt mà lao phong trần. Trả đời các bụi phù vân, tôi mang thâm thẳm đánh vần trăng soi. Trả đời đắp vẽ tô bồi, tôi mang cô quạnh đứng ngồi một bên. Trả đời trời đất mênh mông, tôi mang hải giác núp rèm thiên nhai. Trả đời sáng tối hôm mai, tôi xin mang lấy ngày dài tháng năm. Tôi đi, tôi đứng, tôi nằm, tôi nghe tiếng nói xa xăm đái hồn, nghe từng tiếng nói nỉ non vọng vang nho nhỏ soi hồn gọi ai. Tôi nghe tháng rộng năm dài, không hình không bóng không phai không mờ. Tôi nghe trong mộng trong mơ, đời không sáng tối vật vờ bóng đêm. Tôi nghe bóng dáng nhớ quên, phong sương mấy lớp khép thềm hoang vu. Ai ơi thế giới người mù, một thu hơn nữa thiên thu cũng là. Ai ơi bóng tối dần qua, ngày qua đêm lại cũng là bóng đêm. Tôi xin bóng tối im lìm, tôi xin nhân thế đừng thêm mù lòa. Câu này tuyệt vời. Chưa hết. Cái câu này tôi thấy tuyệt vời. Tuyệt vời ở chỗ là khi họ mang thân phận mù lòa, họ cảm thấy họ tủi nhục, họ cảm thấy họ thiếu sót, họ cảm thấy họ đày đọa, họ cảm thấy họ đau khổ, và họ mới nguyện với cuộc đời đừng thêm một người mù nào nữa. Có thể những con người nghĩ suy nghĩ được điều này, tôi xem đó như là một tâm hạnh Bồ Tát. Nếu hiểu được thân phận khổ đau mà chúng ta nguyện rằng cuộc đời này đừng bao giờ thêm người đau khổ, tôi xem đó như tâm Bồ Tát. Chúng ta thường thường như thế này nè, chúng ta đau khổ, chúng ta muốn lôi cả hàng khối người đau khổ với chúng ta thấy hả dạ và chúng ta dễ chịu hơn. Nhưng mà riêng một mình bản thân chúng ta đau khổ thì chúng ta cảm thấy rằng chúng ta không cam lòng. Nếu suy nghĩ đó là một chúng sinh, một chúng sinh ganh tị, một chúng sinh hơn thua, một chúng sinh mà cảm thấy rằng người ta đau khổ thì mình dễ chịu hơn, mình đau khổ thì mình thấy khó chịu hơn. Như vậy giữa tâm hạnh của một con người bình thường với những người vĩ đại nó khác xa lắm. Nếu có một con người vĩ đại họ nói rằng nếu việc này một mình bản thân họ chịu mà tất cả mọi người được an vui hạnh phúc, họ sẽ chấp nhận chịu liền. Và ở trong đây một câu này hay lên nhất là tôi xin bóng tối im lìm, tôi xin nhân thế đừng thêm mù lòa. Có nghĩa rằng cảm giác họ như vậy, mong rằng cuộc đời này đừng thêm có những người nào giống như họ nữa. Đây là những cái câu nói lên tôi xem như là một tấc lòng từ bi của những con người có trái tim Bồ Tát. Cuộc đời là lá là hoa, sinh nhân gian chớ dại khờ tối tâm. Đẹp không ánh sáng trăng rằm, còn không bóng tối xa xăm mịt mờ. Cuộc đời ai mộng ai mơ, còn tôi thân phận mù mờ thiên thu. Qua cái bài này tôi thấy công nhận là một nhà thơ chia sẻ cái cảm giác phải đặt mình vào thân phận đó mới có thể nói được cái điều này. Tức là khi mình hóa thân mình, ví dụ mình cho nếu mình là một người như thế thì mình sẽ như thế nào, thì chính con người hóa thân làm những thân phận đó mới có những cái cảm giác như thế này. Cho nên cái việc này riêng tôi nghĩ qua cái bài mà thơ này
tôi nghĩ nó nói lên được một tấc lòng để chúng ta rằng trên cuộc đời này phải hiểu ai cũng có thể rơi vào hoàn cảnh đó cả. Muốn nói điều này là lời nhắn nhủ của chúng tôi. Đừng nghĩ rằng cái đó là phải thân phận của họ như vậy. Và có những người đừng nói rằng à do họ tạo nghiệp đó cho nên họ sanh ra họ phải chịu vậy, đó là kệ họ này kia. Xin thưa các vị, nếu nói như vậy thì rất là nhẫn tâm. Trên cuộc đời này chúng ta đừng nghĩ rằng chỉ có những người đó mới như thế. Và không bao giờ chúng ta biết được một ngày mai. Đây là cái câu mà chúng ta từng nói trên cuộc đời. Không ai biết được ngày mai. Vì vậy cho nên có những người đẹp thì lại thể hiện sự khinh bỉ, sự ủ quẹ với những thân phận xấu xa, nghèo hèn, hay là biểu hiện sự kiêu ngạo. Xin thưa các vị, trên cuộc đời này chưa chắc gì ai hơn ai. Trong đời này có nghĩa những khi mình như vậy, nhưng rồi mình rơi vào hoàn cảnh nào khác, mình có thể mang một thân phận khác. Đừng quá chủ quan, đừng kiêu ngạo, đừng tự hào về chính những gì mình đang có. Bởi vì tôi nói hồi nãy với các vị, tất cả cái nào do nghiệp và nhân quả thì cái đó đều vô thường. Cho nên khi người đời họ kinh nghiệm họ nói làm sao? Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời là chỗ này. Cái gì cũng có thể thay đổi. Vì vậy nếu mình thấy một con người cái hoàn cảnh, ví dụ mình đi đường, mình thấy một người khiếm thị, họ không thể đi qua được con đường, mình có thể giang tay ra dắt họ qua một con đường bằng sự cảm thông. Đừng nặng lời, đừng chỉ trích, đừng chê bai. Trên cuộc đời không ai muốn mình như vậy cả. Nhưng mà duyên nghiệp, vì nhân quả, vì một lý do gì đó phải chấp nhận thì họ cam phận như vậy thôi, chứ không khai khác hơn. Vì vậy cho nên tôi nghĩ tất cả những thân phận này chúng ta phải cảm thông hết mực với những hoàn cảnh như vậy. Sự chia sẻ của các vị hôm nay, các vị có mặt trong chuyến đi này cũng như các vị có mặt ngày hôm nay, các vị đều thể hiện một chút tấc lòng của chúng ta về cái vấn đề cảm thông về những thân phận đó. Tôi nghĩ là như vậy. Và ở đây tôi muốn nhắn nhủ thêm một điều. Khi chúng ta mang một thân phận nào đó nghèo khổ, bệnh tật, xấu xa, hay là khiếm khuyết như thế, hay là tật nguyền, tất cả chúng ta có ngồi than thân trách phận hay là khóc lóc, chúng ta có làm thay đổi được vấn đề không? Hả? Bây giờ cái người mà ví dụ những vị khiếm thị mà ở đây chúng ta hàng ngày chúng ta ngồi cứ tỉ tê, chúng ta la mắng, chúng ta nói chọi trời chọi đất, hay là chúng ta trách móc đủ điều, chúng ta có làm chúng ta được sáng mắt không? Không. Đây là cái điều tôi muốn nói với các vị. Cho dù chúng ta có than thân trách phận, ngồi nguyền rủa, hay là ngồi chỉ trích, ngồi bươi móc, ngồi than khóc, tất cả mọi cái đó không làm thay đổi được một vấn đề. Vì tất cả những hành động tiêu cực đó không thể thay đổi được một vấn đề, vậy chúng ta phải làm điều gì? Trong một bài giảng tôi giảng tại Mỹ, đó là bài giảng tập sống đời thích nghi, tôi có nói rồi. Lúc nào trong cuộc đời chúng ta muốn đủ sức để vượt qua những thử thách trong cuộc đời thì chúng ta hãy đặt mình vào thân phận như thế này. Mình cho ví dụ, ở đây không ai muốn điều đó xảy ra, nhưng mà mình cho ví dụ vậy. Nếu một ngày nào đó tôi lỡ rơi vào trong những hoàn cảnh bị khiếm thị, do bị tiểu đường, do bị tai nạn, do bị cái gì đó, để tôi rơi vào trong cái đó thì tôi phải làm gì? Tức là khi chúng ta cho một câu hỏi như vậy, hay là bây giờ gia đình mình đang ăn hên làm ra như thế, nhưng mà mình phải có hiểu học Phật, phải hiểu cái tính chất vô thường của vạn pháp. Mình phải cho như thế này: nếu một ngày nào đó công việc làm ăn không còn trôi chảy nữa, cô có thể rơi một hoàn cảnh khốn khó hoặc là nó khó xử hơn, tôi phải làm gì? Rồi có thể chúng ta đang sống trong vợ chồng hạnh phúc êm ấm như vậy, nhưng ở đây không phải là các vị trù ẻo cho bản thân các vị, nhưng các vị suy nghĩ rằng nếu một mai này vợ hoặc chồng tôi ngoại tình hoặc là từ bỏ tôi đi với một lý do phụ bạc, tôi phải làm gì? Hay là chúng ta có thể đặt mình vào một hoàn cảnh là nếu mai này tôi chết với một lý do gì đó thì tôi sẽ làm gì? Nếu các vị đủ cái bình tĩnh sáng suốt để trả lời được hết những câu hỏi này một cách tích cực, một cách vững chãi, một cách có đầy đủ lý lẽ, hợp tình hợp lý, các vị sẽ vượt qua được nỗi khổ trong cuộc đời một nửa. Như vậy thì bây giờ tôi nói với các vị, thân phận chúng ta lỡ dương mang, chúng ta không thể thay đổi được nó bằng sự khóc lóc, đau đớn, trách móc, chửi bới. Tất cả mọi thứ đó đều không có giúp chúng ta giải quyết được một vấn đề. Vì vậy hoàn cảnh khó khổ, hoàn cảnh bất đắc dĩ, hoàn cảnh nghịch lý trên cuộc đời có thể xảy ra với bất cứ chúng ta,
trong bất cứ độ tuổi nào và bất cứ giai đoạn nào. Và nếu xảy ra như thế, con người chúng ta phải làm gì? Vì vậy trên cuộc đời chúng ta thấy rằng cha mẹ và những người có trí hay bảo con cái và những người thân đi trải nghiệm là chỗ này. Người ta hay cho con người ta phải trải nghiệm những cái thử thách để con người ta được trưởng thành hơn, là cái sáng suốt của người trí. Không phải mình có tiền dư giả cái con mình đòi ngăn nào được ngăn nấy. Không phải mình có tiền là con nó cần gì được nấy. Tất cả những cái cách nuôi con như thế, vô tình mình sẽ hại nó chứ không phải là nuôi. Vì vậy đừng để con mình sống trong cái sự bảo bọc như trứng mỏng của mình quá sớm. Hãy cho nó trải nghiệm những khó khăn, những thách thức trong cuộc đời để con mình vững vàng và lớn lên. Đây là điều như thế. Cho nên có một câu chuyện để gọi là trải nghiệm, đó là câu chuyện tại Pháp. Ở tại Pháp nó có một cái quán, đó là cái quán gọi là cái quán dùng trong bóng tối. Có nghĩa là cái quán đó khi ai đến mà để gọi là ăn cơm uống nước, ăn các loại thực phẩm gì đó thì đều là trong bóng tối. Và cái người phục vụ trong quán đó là ai? Là những người khiếm thị. Những người khiếm thị, những người này đã được cái gì? Người này đã được huấn luyện một cái phá rất là đặc biệt. Và khi huấn luyện cái phá đó để chi vậy? Để mà những người này đi phục vụ cho những cái người khách muốn đến đây ăn trong bóng đêm. Thì cái phục vụ nó là như vậy: những cái người khách khi mà đến đó để họ muốn cảm nhận, trải nghiệm cái ăn trong bóng tối như vậy, thì họ sẽ được một cái người khiếm thị, họ cầm cái menu, tức là cái cầm cái thực đơn á, họ đem ra họ đưa cho mọi người. Và họ chỉ rờ ở trong cái bản thực đơn đó bằng chữ nổi, họ mới đọc là thực đơn là cái gì đó ha. Ví dụ như là cua luộc hay là cà ri hay là heo quay gì đó ha. Thì họ bắt đầu rờ cho họ đọc. Thì những cái người đó họ cũng không có thấy gì hết, họ cũng nghe người này đọc, cái họ mới nói là bưng cho tôi cái ly nước đó hay là món ăn đó. Và khi mà họ trải nghiệm trong đó là ăn trong bóng đêm không thấy gì cả. Và mọi việc người ta có thể, phần lớn là người ta nói là khi cái bài báo nó viết lên, nó nói nhìn những người họ muốn đến cái quán đó để ăn bóng đêm là những người mà họ gặp gút mắt trong cuộc đời, và nhất là những đôi vợ chồng chuẩn bị ly hôn, tức là họ đã cắn đắng và họ hành hạ và họ đã ghét nhau đến độ mà họ không thể nhìn thấy mặt nhau, họ không muốn nhìn thấy mặt nhau, cho nên họ muốn gặp một lần cuối cùng trước khi chia tay. Cho nên phần lớn họ hay hẹn đến những cái quán mà bóng tối như vậy, và trong bóng đêm đó họ có thể tâm sự những lời cuối cùng mà không ai thấy mặt ai, để khỏi cần để nhận diện và biểu lộ cảm xúc. Và họ nói có một đôi vợ chồng nọ, khi trong bóng đêm họ làm vỡ cái ly, và cái tay của một cái người mà vợ sắp ly hôn của họ là kéo như thế nào đó mà bị đứt. Và khi bị đứt thì cái người bên đây cũng mò mò trong bóng tối để mà băng bó vết thương cho cái người kia, và tình cờ anh ta cũng bị cái vết miệng đó cắt đứt cái tay anh ta. Thì cái người kia mới cảm nhận được cái người này bị đứt cái tay như thế, và cái người kia mới nắm rằng tại sao anh cũng bị đứt tay mà anh chỉ bó và anh lo cho tôi. Và cái điều đó họ mới cảm nhận được cái tinh thần của họ, là khi họ nhận được là cái tình yêu của họ được hấp thụ trở lại. Tức là người này quan tâm đến người kia bằng những cái cách rất là chân tình như vậy. Cho nên có những khi họ đi đến một cái quán đó, họ tâm sự, họ nói những lời cuối cùng trong cuộc đời, họ nói những lời chưa bao giờ được nói, thì trái lại họ lại có những cơ hội, họ lại tâm sự bộc lộ, họ hiểu được lòng nhau và họ hàn gắn trở lại. Rất nhiều như thế. Cho nên khi nhà báo phỏng vấn cái người tổ chức ra cái quán để bán cho những người trong bóng đêm như vậy, hỏi là tại sao ông lại có ý tưởng lạ lẫm như thế này, thì ông trả lời một câu, ông nói rằng chưa trải nghiệm bóng đêm thì không hiểu được giá trị của ánh sáng. Ông nói cái câu như vậy, cho nên làm cho nhà báo tỉnh hồn nghe câu này. Khi như thế nào? Có nghĩa là trong cuộc đời chưa bao giờ gặp khó khăn vất vả thì không bao giờ hiểu được hạnh phúc là gì. Con người có bao giờ đối thiếu, có bao giờ như thế mới hiểu được. Chúng ta có một đêm chúng ta bị cúp điện, chúng ta sống không có đèn, chúng ta không có dầu, thì chúng ta mới hiểu rằng khi những người khiếm thị họ sống như thế nào. Chúng ta muốn lấy một cái chăn, chúng ta lấy một cái quần, chúng ta muốn lấy một cái áo, thậm chí chúng ta đang tắm mà cúp điện, chúng ta mới thấy rằng khó khăn khi chúng ta vệ sinh chính bản thân mình như thế nào. Và vì vậy khi chúng ta có điện, chúng ta mới trân trọng ánh đèn, lúc đó chúng ta mới trân trọng đôi mắt. Còn chưa bao giờ chúng ta rơi vào những hoàn cảnh như thế thì chúng ta không trân trọng những gì mình có được. Cho nên thông thường trên cuộc đời có những người rất hạnh phúc mà cứ than hoài
than cho bản thân mình hoài à, than hết này đến kia, được này than kia, được kia than nọ, làm như họ là một lò than vậy. Xin hứa ngộ vậy đó, bao nhiêu họ cũng than. Có những người rất là lạ kỳ như vậy. Cho nên nếu mà những người từng có cuộc sống mà một cách mà thiếu hiểu biết như vậy, tôi nghĩ một lần đi như thế này. Cho nên tôi từng nói trong một cái số bài giảng khác, tôi nói là ai quá tham dục không kiềm chế được bản thân mình, ai quá kiêu hãnh không kiềm chế được lòng mình, ai quá ganh tị với nhiều thứ khác, ai quá là nói chung là cạnh tranh với nhiều thứ, nhiều thứ về thân phận, về địa vị, về danh tiếng, về ăn ngon mặc đẹp đó, hãy đi một lần đến cô nhi viện, hãy đi một lần đến trại dưỡng lão, hãy đi một lần thăm viếng trại cùi, hãy đi một lần thăm viếng những nơi người khiếm thị. Khi chúng ta đến đó rồi, tự nhiên lòng chúng ta sẽ trùng lại. Những người tham vọng quá, những người ganh tị quá, những người tàn ác quá, khi đến nơi thế này, họ tự nhiên những ý niệm đó họ sẽ bị tan biến. Họ nhìn thấy những thân phận như thế nào, họ sẽ tự không còn trách móc về bản thân họ nữa. Họ không còn đai nghiến về bản thân họ nữa. Tất cả những điều này chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây tôi nói rằng, chúng ta đừng bao giờ bi quan trước một thực tại của vấn đề. Chúng ta hãy xem những vấn đề khó khăn xảy ra trên cuộc đời, hãy xem nó như là một thử thách. Chứ đừng bao giờ chúng ta gục ngã trước thử thách, chúng ta là chết. Xin thưa các vị gục ngã không ai cứu các vị đâu. Cho dù các vị có chết 5 lần 7 lượt về sự thất bại, về sự chia tay, về sự gì đó cũng không thay đổi được. Mà ở đây tôi mong rằng tất cả chúng ta khi rơi vào những hoàn cảnh và thân phận khó khổ, hãy dũng mãnh đứng lên để thay đổi được số phận. Đây là cái khôn của chúng ta. Chúng ta biết khóc lóc, chửi bới hay là buồn rầu, thương tiếc, không thay đổi được vấn đề, thì mình hãy lật ngược lại vấn đề bằng cả bản lĩnh của mình. Cho nên tôi nhớ có một câu chuyện như thế này. Một hôm có một cái cô này, cô là một cô gái, cô than với mẹ về một cái điều là tại sao trong cuộc đời làm ăn khó thế, trong cuộc đời bước ra nhiều thất bại, và những lần thất bại như vậy cô bị gục ngã và không đứng lên được. Thậm chí trong tình trường cô bị người ta bỏ rơi, cô đau khổ và không thể nào cô gượng lại được. Và cô hơi nói với mẹ rằng cuộc đời là vậy sao mẹ, và cuộc đời nó vốn bi đát và đau khổ như thế sao. Thì người mẹ mới nói rằng con đừng vội bi quan. Cho nên người mẹ mới đem một cái nồi ra, người mẹ mới bỏ vào trong nồi đó, tự thân cái nồi này bà mẹ đem ra là một nồi nước, và bà mẹ bắt một nồi nước này sôi lên, và khi bắt nước sôi lên bà mẹ mới bỏ một cái trứng vào trong đó, bà mẹ mới bỏ thêm một cái củ cà rốt vào trong đó, và bà mẹ mới bỏ thêm một cái gì, một cái muỗng cà phê vào trong đó. Sau khi đun sôi khoảng 20 phút thì bà mới hỏi đứa con gái như thế này: con hãy bóc cái củ cà rốt ra khỏi nồi. Và cô ta bóc ra. Con hãy bóc cái quả trứng ra khỏi nồi. Cô ta bóc ra. Và bà mẹ mới nói như thế này: củ cà rốt, cái trứng và muỗng cà phê đều được bỏ vào trong một cái nồi nước sôi như nhau. Thực tế là cái nồi nước sôi, nhưng mà cái củ cà rốt khi bỏ vào nước sôi, trước khi bỏ vào củ cà rốt như thế nào? Hả? Giòn cứng phải không? Nếu mà trước đó mà bỏ vào nồi nước sôi, nếu đem củ cà rốt mà chọi cái đầu ai là dám là phun máu, phun máu đầu, có phải vậy không? Nhưng mà trải qua một lần thử lửa, tức là với cái độ lửa như thế và đun lâu như thế, và nếu mà càng đun lâu thì củ cà rốt như thế nào? Càng mềm, càng rượu đi. Vì vậy củ cà rốt trước khi bỏ vào nước sôi nó là một củ cứng, nhưng mà qua một lần nước sôi nó lại mềm như thế. Nhưng mà cái trứng thì sao? Trước khi bỏ vào nồi nước, cái trứng rất là dễ vỡ, rất là mềm, nhưng trải qua một nồi nước sôi hoặc thậm chí nấu càng lâu thì cái trứng như thế nào? Càng cứng trở lại. Khi trước kia đó là nếu mà cái trứng này đem chọi vào đầu chúng tôi thì cái trứng sẽ bể, chứ không phải là đầu tôi bể đâu. Nhưng mà nếu mà đun sôi một hồi thì đầu tôi bể, chứ không phải cái trứng bể. Có phải vậy không? Tức là thay qua như vậy. Và một cái thứ ba đó là muỗng cà phê. Muỗng cà phê cũng là một loại bình thường, nhưng mà khi rơi vào trong một cái nồi nước đun sôi như vậy thì hương vị của cà phê nó lại tỏa ra, nó lan theo nước và hương cà phê nó lại tỏa ra. Thậm chí nhờ nước cà phê sẽ tốt mùi hơn. Và người mẹ hỏi rằng: con có hiểu gì về ý của mẹ nói trong này không?
Đó là bà mới đưa ra thử thách trên cuộc đời giống nhau, nhưng tại sao có người chết và có người vượt qua và có người tồn tại? Ở chỗ là cái bản lĩnh của mỗi con người đó con ạ. À, cuộc đời nó vốn như vậy đó, nó vốn nhiều thử thách, nó vốn nhiều gian trưng, nó vốn nhiều lường gạt, nó vốn nhiều nguy hiểm. Nhưng mà con là củ cà rốt hay con là trứng gà hay là con là muỗng cà phê thì con quyết định lấy. Nếu con là củ cà rốt thì con không thể nào chấp nhận được sự thử thách như thế này. Bình thường nhìn con rất mạnh mẽ, nhìn con rất cứng cha cáp, nhìn con rất vững chãi. Nhưng mà khi hoàn cảnh bất đắc dĩ đau khổ xảy ra thì con lại là người ngã gục trước. Còn có những người bình thường yếu đuối, bình thường thấy không có mạnh mẽ gì, nhưng mà lại khi gặp hoàn cảnh khó khăn họ là người rất là vững mạnh, cho nên họ giống như cái trứng gà. Và có những người hoàn cảnh khó khăn họ vẫn tùy thuận và họ vẫn tỏa hương như là cái muỗng cà phê vậy. Như vậy con hãy suy nghĩ rằng cuộc đời này không, con không phải là thượng đế để tất cả mọi việc được vừa lòng con. Mọi việc vừa hay không là tự mình phải thích nghi lấy, chứ không thể nào khác hơn được. Cho nên tôi mới nói với các vị, từ câu chuyện đó chúng ta mới niệm được điều gì? Chúng ta muốn mình là trứng gà hay là muốn củ cà rốt? Hả? À, mới đầu không ai muốn mình là trứng gà hết, đúng không? Nhưng bây giờ qua lần luộc là chúng ta hiểu được giá trị trứng gà. Như vậy ở đây chúng ta phải biến mình lại thành trứng gà, đừng như là một củ cà rốt. Cho nên người ta tâm lý học người ta nói vậy nè, những ông chồng mà hay đánh vợ, chửi bới vợ, đó là những ông chồng yếu đuối. Những kẻ này khi ra gặp khó khăn là gục ngã trước hết. Nhưng mà bà vợ là người như thế đó, nhưng mà bà vợ sẽ gánh vác được cả gia đình. Cho nên người đàn ông nào thương yêu và chăm sóc vợ, đó là người đàn ông mạnh mẽ chứ không phải là yếu đuối đâu. Có những người người ta sợ vợ, cái người khác nói là đàn ông mà sợ vợ là yếu hèn. Không phải. Người người ta thương vợ, sợ vợ, nhưng mà người này nếu vợ có vấn đề gì ra là người giang tay ra người ta bảo vệ đó. Còn những kẻ đánh vợ thì khi có chuyện gì xảy ra thì bà chịu cho tôi chạy trước á. Chắc chắn là như vậy. Cho nên ở chỗ chúng ta thấy rằng cái mạnh yếu không phải là dùng cái sức lực của một thanh niên để đấm vào mặt người phụ nữ. Cái đó là không ai gọi là người đó là hay cả. Và những người chồng vũ phu như vậy không ai cho là một cái thượng võ cả. Tất cả những cái người chỉ đem sức lực của mình để ăn hiếp những người phụ nữ yếu đuối, đó là những kẻ hèn nhát nhất trên cuộc đời. Gặp cái gì khó khăn người này sẽ chạy trước. Cho nên ở đây chúng ta thấy đó là kinh nghiệm. Và trở lại vấn đề, thử thách trên cuộc đời là giống nhau, nhưng mà quan trọng ở chỗ là khả năng chịu đựng của mỗi con người. Cho nên tôi muốn nói với các vị, tôi đã từng cho ví dụ ở trong một bài giảng, tôi nói như thế này: cuộc đời nó như là trái ớt vậy đó. Tôi có bài giảng nhìn như là bài giảng là xin đừng làm khổ nhau đó. Tôi có cho ví dụ, tôi nói cuộc đời vốn là một trái ớt. Trái ớt như thế nào? Trái ớt vốn sao? Trái ớt vốn cay. Nhưng mà có phải rằng ai cắn vào cay là đau khổ giống nhau không? Không. Có những người ăn cay nhưng mà ngon. Có những người cay mà chịu đời không nổi. Cái đó không phải nó rơi vào trong cái miệng, là cái ông này ăn ngon cho nên trái ớt nó vào trong miệng ông này nó trở thành ngọt như dưa hấu. Không có. Hay là không phải là do cái bà này không thích hợp cho nên trái ớt rơi vào miệng bà cho nên bà ăn cay xé. Không có. Cái vị cay của nó là giống nhau, nhưng mà ở chỗ là người đã từng tập và thích nghi được với hương vị của ớt thì khi ăn nó cay đó, nhưng mà cay mà ngon. Còn người không, chưa từng tập quen, chưa từng thích nghi cũng phải ăn, nhưng cay mà đau khổ. Đây là chiều như vậy. Thành ra ở đây tôi nói là hoàn cảnh trong cuộc đời không ai khác hơn nhiều đâu, nhưng mà nó khác hơn ở chỗ bản lĩnh và một phần quan trọng là nghiệp lực của mình. Vì vậy khi người muốn thay đổi được số phận thì phải bằng cả quyết tâm thay đổi thực tế, đồng thời phải gán mà gieo một nhân tố như một phước lành để giúp cho chúng ta thay đổi được cái kết quả này. Đây là điều quan trọng. Thành ra tất cả những người Phật tử của chúng ta, quan niệm số phận ở đây, khi mang ra một thân phần đó, chúng ta không mang cái nghĩa là bản thân tôi sinh ra như vậy, tôi phải chịu như vậy, mà tôi biết rằng tôi gieo nghiệp đó, tôi phải chịu như vậy. Nhưng mà để ngồi, để chấp nhận số phận như một sự nhu nhược thì chúng ta lại yếu đuối. Mà chúng ta phải làm sao? Phải bằng những thân phận đó làm sao chúng ta chuyển mình để đổi thay bằng hết sức lực và khả năng của mình. Nếu bằng hết sức lực
và khả năng có được mà không thay đổi, thì lúc đó chúng ta mới cam chịu một số phận phía trước. Còn bằng yếu đuối, không đủ nghị lực, không đủ mạnh mẽ, không đủ sự tinh tấn để quyết đoán để thay đổi một vấn đề, đó là tại chúng ta chứ không phải là tại hoàn cảnh, tại cuộc đời. Trái ớt vẫn cay nhưng mà ăn được hay không do chúng ta tự luyện tập với chính nó, tự thích nghi được chính nó, ăn nhiều ăn ít tùy chúng ta. Bản chất ớt là như vậy, không có cách khác. Vì vậy cuộc đời vốn là vậy, nhiều thử thách, nhiều gian lao, nhiều vất vả, đó là quy luật rồi. Vì vậy trên cái cuộc đời này, tôi nghĩ các vị hãy cảm nhận sự thật trên cuộc đời để chúng ta tự tin mà chuyển hướng vượt qua, đừng gục ngã trước thử thách. Thử thách nó vốn là như vậy nhưng mà nó không làm chúng ta chết đâu. Tôi nói thật với các vị, không có một thử thách nào trên cuộc đời mà làm chúng ta chết cả. Khi chúng ta bi quan chúng ta mới chết, chứ còn thử thách không có làm chúng ta chết. Bây giờ ví dụ tôi nói với các vị nè, chúng ta đổ nợ có phải là cái để dẫn đến cái chết không? Đổ nợ không phải là cái làm chúng ta chết, nhưng mà cái chúng ta bi quan về việc đổ nợ chúng ta mới đi tự tử. Chứ còn cái đổ nợ không phải là làm chúng ta chết, đổ nợ là thiếu nợ thôi, chứ đâu có chữ chết trong đó đâu. Nhưng mà vì chúng ta thiếu nợ mà nghĩ đến vấn đề gì, ngày xưa tôi như vậy, đường đường vậy, rồi bây giờ tôi thiếu nợ vậy, buồn quá rồi chúng ta đi tự tử, cái đó tại chúng ta bi quan. Chúng ta nghĩ bậy, chúng ta không đủ bản lĩnh, rồi chúng ta như vậy. Xin thưa các vị hỏi những người làm giàu trong xã hội, hỏi họ có phải là họ tự nhiên họ có một đống vàng để họ làm giàu, hay là họ là từng những người đi làm thuê? Phần lớn họ là những người làm công, làm thuê, những người thiếu nợ trên cuộc đời. Nhưng mà nếu họ bi quan, họ tự tử như chúng ta thì hôm nay sao họ thành tỷ phú được? Những người tỷ phú là những người từng thiếu nợ. Những người tỷ phú là những người từng đi làm thuê cho người ta, lấy kinh nghiệm đó và bản lĩnh đó để tự vượt qua với bản thân mình. Các vị có nghe câu chuyện của ông chủ cà phê Trung Nguyên chưa? Có phải ngày xưa ổng là một ông chủ vườn cà phê, rồi bây giờ ổng trở thành một đại lý cà phê như thế không? Đâu có. Ổng là một người học sinh nghèo đi bỏ mối cà phê mà. Chúng ta phải thấy được như vậy. Cho nên ở đây, hoàn cảnh khó khăn là cái cách để thử sức với chính mình, hãy vượt qua những thử thách để thành công. Cho nên tôi có nghe một cái anh vận động viên mà chạy đường dài, mà để trở thành 15 lần lập kỷ lục như vậy trong cuộc đời của anh. Anh có tâm sự là nói là tôi cảm ơn cái nghèo. Các vị không ngờ rằng một người nói câu chuyện này. Ông nói ông cảm ơn cái nghèo là như vậy. Ngày xưa anh ở trên một cái cao nguyên nọ, gia đình nghèo, cho nên khi mà anh đi học đó, được trường thì xa, cho nên là con nhà giàu thì được đi đưa đi bằng xe, còn anh phải đi bộ. Nhưng mà khi đi bộ nó là như vậy, đi bộ mà đi bình thường thì không có kịp giờ học, cho nên buộc lòng mỗi buổi sáng sao phải chạy, sáng nào cũng chạy từ nhà đến trường. Vậy mà cuối cùng nhờ những tháng ngày chạy như vậy, cuối cùng khi anh lớn lên, anh trở thành một vận động viên xuất sắc trong chạy đường dài và lập kỷ lục 15 lần trong cuộc đời của anh. Và một lần anh được phỏng vấn thì anh mới nói rằng tôi cảm ơn cái nghèo chứ tôi không có buồn và trách móc. Ngày xưa những bạn đồng hành với tôi đều được đưa đi bằng xe hơi hoặc là các loại phương tiện khác. Tôi nghèo không có cái gì cả, cho nên bằng đôi chân tôi đã chạy đi trường học như vậy, chạy suốt cuộc đời còn học trò của mình. Cho nên bây giờ đối với tôi là chạy đường dài đó là chuyện bình thường. Cho nên khó ai có khả năng vượt qua được cái sức dẻo dai chạy đường dài như anh. Và hôm nay một lần anh chạy, cái tay anh vẫn co như ngày nào chứ không có thả lỏng. Là ngày xưa anh chạy anh ôm cái cặp vậy nè, anh ôm tập vậy, là bây giờ anh quen như thế đó. Và anh nói là những lúc đường dài anh chạy là cái tay này anh vẫn co như thế à. Anh diễn tả lại như vậy. Và nói là tôi đã cảm ơn cái nghèo, chính vì cái nghèo đã đào luyện và giúp cho tôi trở nên một vận động viên xuất sắc như ngày hôm nay. Như vậy cái thử thách những cái này cái kia, chúng ta nên cảm thấy rằng chúng ta là trứng gà chứ đừng để mình là củ cải à. Phải biến mình như vậy. Thử thách lúc nào cũng có và cũng xảy ra. Và Phật dạy đó là quy luật để gọi là cuộc đời là bể khổ. Còn chúng ta vượt qua được thử thách và bể khổ này hay không, tùy bản lĩnh của mọi người. Bản chất nó là như vậy đó. Cho dù một từ ngữ nào cũng không thay thế khác hơn được. Cho nên hôm nay tôi chia sẻ với các vị trong cái bài giảng Âu cũng là số phận, tôi nói như một điều đồng cảm với chúng ta, nhưng không mang cái nghĩa là đã là số phận rồi thì chúng ta ngồi trách trời trách đất. Cổ nhân từng dạy, thà thắp lên một ngọn đèn nhỏ còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối. Đó là chỗ này. Không để chúng ta gục ngã trước sự thách thức và số phận, bao giờ gắng hết sức mình thì mới có câu trả lời với cuộc đời chúng ta.
Việc chưa xong chưa dời kết luận. Tôi mong rằng tất cả các vị hãy có một kết luận, đó là kết quả khả quan nhất trong cuộc đời của chúng ta, bằng những gì chúng ta có khả năng về nghị lực có được. Chúc các vị đủ nghị lực để vượt qua mọi thử thách, để thành công trên cuộc đời. Như là thầy. Phần còn lại, các vị có ai có những câu hỏi gì cần chia sẻ không? Thầy mời các vị. Rồi nếu không có thì thầy mời các vị khởi thân hồi hướng kết thúc bài nói chuyện hôm nay. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để từ và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Sinh ra trong kiếp mù loà, trẻ già ai muốn đi qua, bồn ba trong kiếp cầm ca, lẻ là từ nhà ra đến bên và em chơi vơi khô suốt một đời, vời vợi nước mắt tuôn rơi, luôn mang áo rách quần tơi, em khổ ngập trời em khóc khan lời. Phần trẻ mù khơi tuổi lắm người ơi, đồ hơi không tới cơm bơi cũng rơi, dám nào nghĩ tới chuyện chơi, dám nào mơ với cảnh bơi ngoài khơi, cuộc sống dã rời người hỡi thương tôi, số phận đổi trôi số phận bạc thôi, đứng ngồi cũng toát mồ hôi, đi sợ lạc lối về sợ té đôi. Điêu linh từ lúc khi sinh, vì tiền định dám trách chi mình, thương cho số trắng phồn vinh, mong người chân chính đừng khinh tôi mù. Sinh ra trong kiếp mù loà, trẻ già ai muốn đi qua, bồn ba trong kiếp cầm ca, lẽ là từ nhà ra đến bên ta, em chơi vơi khổ suốt một đời, vời vợi nước mắt tuôn rơi, luôn mang áo rách quần tơi, em khổ ngập trời em khóc khan lời. Phận trẻ mồ côi tuổi lắm người ơi, đồ phơi không tới cơm bơi cũng rơi, dám nào nghĩ tới chuyện chơi, dám nào mơ với cảnh bơi ngoài khơi, cuộc sống dã rời người hỡi thương tôi, số phận đổi trôi số phận bạc thôi, đứng ngồi cũng toát mồ hôi, đi sợ lạc lối về sợ té đôi. Điêu linh từ lúc khi sinh, vì tiền định dám trách chi mình, thương cho số trắng phồn vinh, mong người chân chính đừng khinh tôi mù. Thương cho số trắng phồn vinh, mong người chân chính đừng khinh tôi mù. Thương cho số trắng phồn vinh, mong người chân chính đừng khinh tôi.